rời xa những ồn ào ngoài kia, nép mình trong một góc phố với một phong cách cổ điển mộc mạc. Xưởng cà phê luôn làm dịu những vị khách dù có khó tính đến đâu. Với không gian yên tĩnh, lối trang trí cổ xưa từ cái màu sơn tường bao cấp, từ cái cánh cửa gỗ, bộ ghế gỗ thời ông bà, đến chiếc cốc uống nước chè bằng sắt trắng men ngày xưa, nay hiện diện trong một quán cà phê thời hiện đại, thật lạ mà thân thương. Mọi thứ gần gũi thân quen đến mức làm người ta xao xuyến bồi hồi. Nơi đây như một viện bảo tàng thu nhỏ, có những thứ tưởng chừng như bị lớp bụi thời gian xóa mờ, vẫn được quán sưu tầm mang về bày biện. Không những vậy, đến với xưởng cà phê, bạn sẽ được trở về những năm tháng hồn nhiên của tuổi thơ cùng trò chơi ô ăn quan mà chúng ta đã vô tình lãng quên và không ai trong đời có thể đi qua đến lần thứ hai. Nói về nét độc đáo của quán thì không thể không nhắc tới đồ uống, vì nó khá đa dạng và không kén miệng, bởi mỗi đồ uống là sự kết hợp sáng tạo của các loại hương vị mang nét đặc trưng riêng. Nếu một ngày bạn mệt mỏi muốn lang thang nơi nào đó thì hãy đến xưởng cà phê, góc nhỏ thân thương này rất thích hợp để hoài niệm, rất thích hợp để lật từng trang sách cũ bên hương cà phê ấm nồng. Lòng anh vẫn mang bài ca là